năm 1993, năm nay cô Lan được đoàn Hải Đăng chấp nhận đi vào chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp bản thì cô đã lâu lắm rồi, mười mấy năm rồi. Và bài hát này mỗi lần hát đi hát lại thì khán giả yêu thương bài hát này. Đó là tình cảm chân thực của kỹ sư Lan thời bấy giờ. Bài hát có tên đề Chuyện Chúng Mình, xin cùng nghe. Cảm ơn thật nhiều. Cảm ơn. Vâng, kính thưa quý vị, trong vòng khoảng năm 93, khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường, đột nhiên Mai Cổ Lan được tin người yêu mình đi lấy chồng ở quê nhà. Trong lúc đó, Mai Cổ Lan chuyên hát về những ca khúc trữ tình mang nhiều tâm trạng. Và trong đó có bài hát Chuyện Chúng Mình, bài hát đã đưa Mai Cổ Lan tới đoàn Hải Đăng của Nha Trang chúng ta. Sau đây xin mời tất cả quý vị, các anh chị và các bạn cùng đến với một nhạc phẩm được mang tên Chuyện Chúng Mình.
nay trọn niềm tâm sự gửi về em nhỏ ở phương nào.